Rồi, xin chào các bác nhé. Lý do gì mà những người chơi những đô la đắt tiền ở 30, 40 triệu, thậm chí như anh trai ở Hải Phòng này chơi những đô la 50 triệu đồng một đôi rồi mà cảm thấy không hay, không hài lòng. Trong khi đó đến với Hoàng Long Trung An thì chơi cái đô la 6 triệu đồng đã khen nức nở. Và ngày hôm nay cũng đang khuyến mại còn 4 triệu 500 nghìn đồng. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh trai ở Hải Phòng này nhé. Chùm chơi la vãi luôn. Nhưng mà chán rồi. Xin mời. Người ngồi và lên nhan sắc chưa tàn buồn, ai muốn sang vùng quê trên cầm mong người. Là anh chơi bằng đầu tiên là anh chơi tầm đêm một đêm. Vâng. Đêm về hai nghìn. Hai nghìn được em biết không? Nó làm đây. Không được. Không làm. Tại sao anh đuổi? Đuổi thì chúng ta chỉ nhớ sang đấy nó bị. À. Chưa nghĩ nhà bao nhiêu Vâng, tóm lại là như sau. Nếu mà chúng ta muốn tìm một đô la hay thì chúng ta phải dựa vào cái nhu cầu sử dụng của bản thân chúng ta đầu tiên. Và cái thứ hai là cái không gian sử dụng, làm sao tìm được cái đô la nó phù hợp với không gian. Công suất cũng không cần phải quá lớn, và không gian nhỏ thì mình chỉ cần giữ đô la vừa phải thôi. Và cái nữa là cái thứ ba là cái tài chính các bạn. Đôi khi chúng ta lựa chọn chuẩn thôi thì cái yếu tố tài chính nó không quan trọng lắm. Đôi khi là một đô la cũng tầm vài triệu thôi, hoặc là hơn chục triệu thôi đã là phù hợp với nhu cầu mình rồi. Không cần phải mấy chục triệu một đô la đâu. Vì một bộ dàn âm thanh ấy, chúng ta phải biết rằng là nó còn do nhiều cái tố thiết kết hợp lại với nhau nữa. Loa một phần, nhưng mà đừng chú trọng quá vào loa, nó còn liên quan đến cả phần âm ly, hay gọi là đẩy lên vang, để đánh với nó thì nó mới ra được chất âm hay. Rồi chưa kể nó mới hát karaoke thì liên quan đến cả mic, và chất âm sâu dày mạnh mẽ thì liên quan đến cả loa siêu trầm. Với là một bộ dàn âm thanh nó cần gồm nhiều thiết bị lại kết hợp với nhau như vậy. Rồi chúc các bác và anh em mua sắm được bộ dàn karaoke ưng ý nhá.